cung cấp nhiều hơn ư? Bạn có thể đã đưa ra giá cả phải chăng nhất, sản phẩm hay là dịch vụ tốt nhất có thể. Thật ra thì bạn có thể đưa ra một mức giá cao hơn, nhưng bạn thật sự muốn văn bản của mình được chấp nhận. Vì vậy, tại sao bạn nên cung cấp nhiều hơn và cung cấp nhiều hơn thứ gì? Có thể bạn sẽ trình bày một đề nghị, sau đó đưa vào thêm một mục được đặt tên là những giải pháp có thể thay thế. Nhớ rằng, bạn chỉ nên đưa thêm những thông tin nếu như được yêu cầu hay được cho phép. Có thể những văn bản đề nghị khác không thể đảm bảo sẽ cung cấp nhiều hơn, ví dụ như là 3 năm tay nghề hay là 1 năm trợ giúp miễn phí, có thể là một thương hiệu nổi tiếng hơn, những lá thư giới thiệu hay sự chứng nhận từ những khách hàng hài lòng. Tuy nhiên, hãy chọn lọc và đưa vào những gì phù hợp với tình huống của khách hàng. Những tờ giấy chứng nhận sẽ có tầm ảnh hưởng nếu như mà khách hàng viết chúng cẩn thận và hợp lý. Hoặc là bạn cũng có thể thêm vào những yếu tố cá nhân như là cung cấp những dụng cụ mà bạn đã sử dụng trong suốt mấy năm để giúp giảm đi số lượng những người kinh doanh không trung thực. Nếu như bạn đề nghị đại tu công trình, sau những trận bão hay trận lụt, khách hàng có thể yêu cầu vài giải pháp để so sánh những ý kiến khác nhau. Khách hàng cũng có thể lựa chọn nâng cấp hay giảm chất lượng vật liệu hay là công việc sửa chữa. Điều đó có nghĩa là phạm vi của sự ước lượng có thể được trừ đi hay được cộng thêm vào. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng bạn và khách hàng nên cam kết thay đổi thứ tự mà dẫn đến sự tăng lên hay giảm đi của phí tổn. Từng đó là nhiều hơn một vài công ty có thể làm. Cung cấp nhiều hơn có thể là khái niệm tăng lên về giá trị. Những đặc điểm giúp phân biệt một sản phẩm hay dịch vụ này với sản phẩm dịch vụ khác giúp nó trở nên giá trị hơn. Vì vậy, cung cấp nhiều hơn có thể là một điểm tích cực. Nhưng hãy nhìn vào mặt trái của nó. Một ranh giới rất mỏng giữa cung cấp nhiều hơn và cung cấp quá nhiều. Đừng cung cấp quá nhiều chi tiết đến nỗi phạm vi và luận chứng chính bị mờ nhạt đi. Tập trung vào giải pháp hiệu quả của bạn cho nhu cầu của khách hàng cho trường hợp này. Việc thêm vào tất cả các sự kiện và chi tiết mà bạn có thể nghĩ đến, hy vọng rằng một vài trong số đó có sức thuyết phục, có thể làm cho văn bản của bạn không được để mắt tới. Có khả năng rất cao là bạn sẽ đưa vào mọi thứ, nhưng làm cho văn bản đề nghị của bạn bị quá tải với thông tin quả thực là rất mạo hiểm, và thậm chí có thể phá hỏng hợp đồng của bạn. Vì vậy, nếu bạn xác định rằng nhiều thông tin hơn sẽ là sự hỗ trợ hữu ích, bạn có thể đưa thêm vào văn bản của mình những phụ lục, ví dụ những báo cáo mẫu hay là những dịch vụ, giải thưởng thành viên, tiểu sử của nhân viên hay thậm chí là tranh ảnh. Bạn không nên đưa vào danh sách tất cả các dịch vụ trừ khi chúng có thể áp dụng cho những khách hàng tiềm năng. Tất nhiên, bạn không muốn khách hàng nghĩ rằng bạn là nhân viên làm thuê cho các công ty. Bạn nên tập trung vào việc thuyết phục người đọc rằng bạn có thể làm một việc gì đó rất tốt. Vì vậy, nếu như mà bạn không thể, đừng cung cấp thứ gì nữa, chỉ cần điền vào 2 trang giấy và hy vọng rằng người nhận sẽ thích điều gì đó. Tuy nhiên, bạn có thể cung cấp nhiều hơn nếu như mà sự cung cấp đó tăng khả năng đề nghị của bạn được duyệt.